Xin chào mọi người, mình là Công Dương và Dương đóng vai cậu Tư Phát trong bộ phim Công Tử Bạc Liêu của đạo diễn Lý Minh Thắng. Mỗi một cái dự án khi mà Thắng xây dựng cho mình cái bức tranh bản tổng phổ về tất cả các diễn viên, các nhân vật ở trong phim á, thường nó sẽ phải bắt đầu lé ra từ nhân vật trung tâm. Ví dụ giống như trong câu chuyện phim Công Tử Bạc Liêu của mình là Song Luân sẽ vào vai Công Tử Bạc Liêu, thì Công Dương là Bạch Công Tử xuất hiện sau khi Thắng đã tự tin với Song Luân. Khi mà Thắng hình dung Hắc và Bạch đứng đối trọng với nhau, đối thoại với nhau sẽ là một cái bức tranh rất là thú vị. Từ ngoại hình cho tới giọng nói, cho tới cái nhịp điệu bên trong, nó đều là hai cái sắc thái đối lập. Nên Thắng tin là mọi người khi xem phim sẽ thấy cái điều đó rất là thú vị. Cơ duyên của Dương đến với Công Tử Bạc Liêu đó là Dương đăng ký casting. Hôm đó nhà sản xuất có yêu cầu là mặc một cái bộ đồ làm sao mà để gần nhất với cái nhân vật trong trí tưởng tượng của Dương. Thì Dương cũng không phải là một người gọi là thấu hiểu về nhân vật lắm. Dương là người Hà Nội nữa, chứ không phải là người miền Tây. Không biết là mình nên mặc cái gì. Thế là Dương có, nói chung là chuẩn bị rất là kỹ, đi lựa chọn cho mình, đi mua những cái bộ đồ cho mình. Cũng gọi là rất là đầu tư cho cái buổi casting đó. Đến casting này nọ, rất là ok, rất là ok. Nhưng mà về thì nhận được thông báo là rớt casting. Nhưng mà không ngờ là một vài tháng sau thì Dương có nhận được một cái email từ nhà sản xuất. Đó là muốn mời Dương vào một cái vai diễn khác, khác cái vai mà Dương casting ngày hôm đó. Thì đó là vai Bạch Công Tử. Sau khi mà tìm hiểu thì Dương cảm thấy là mình hợp với vai diễn này hơn. Và sau đó anh Lý Minh Thắng có gửi gắm vai diễn Bạch Công Tử cho Dương. Trước đây thì Dương đã làm nhiều phim, nhiều nhân vật rồi. Nhưng mà hầu hết đều là những nhân vật mà gọi là cũng hư cấu. Và mình có thể thoải mái mình tạo dựng ra, mình xây dựng ra cái nhân vật đó. Còn cái nhân vật này thì nó rất là đặc biệt, tại vì là nó dựa trên một cái nhân vật có thật trong lịch sử. Và Dương phải research những cái thông tin về nhân vật đó, làm sao để có thể tạo ra được một cái nhân vật mà chắc chắn là sẽ không thể nào mà hoàn toàn giống 100% được. Nhưng mà làm sao để có thể có được cái phong thái, cái thần thái của nhân vật đó, và tạo ra được một cái nhân vật nó gần nhất với nhân vật có thật đó. Thì đó là một cái bài toán mà Dương nghĩ là nó không đơn giản. Công Dương thì là một cái người khá là giỏi về ngôn ngữ, biết nói tiếng Thái nè, tiếng Pháp nè. Thì lúc lên trên đó mình cũng có hỏi Công Dương rất là nhiều. Thì hai anh em còn tính những cái giai đoạn là hai anh em sẽ cùng nhau nói tiếng Pháp. Công Dương cũng là một người đã hỗ trợ cho Luân rất là nhiều về phần nghe, xem mình phát âm đã ok chưa. Cảm ơn Công Dương đã hỗ trợ rất là nhiều, góp ý cho Luân rất là nhiều. Giữa cô Bảy với cậu Ba và cô Bảy với cậu Tư là hai liên kết về tình cảm khác nhau. Ở phía bên dưới đó là mình cũng sẵn sàng cho việc mình sẽ mở lòng với một người nào đó thực sự yêu mình và mang đến hạnh phúc cho mình. Kể từ khi mà anh Thắng, anh ấy giao vai diễn này cho mình thì Dương cũng tìm hiểu. Và trong cái quá trình tìm hiểu đó thì Dương cũng thấy là thật sự là ở Bạch Công Tử và ở Công Dương cũng có rất là nhiều những cái điểm tương đồng. Dương cũng là một người rất là thích cái sự điềm đạm. Dương cũng là một người rất thích ăn mặc đẹp, rất thích trau chuốt, trải chuốt khi mà xuất hiện trước mọi người. Dương cũng là một người rất thích âm nhạc. Dương được biết là Bạch Công Tử rất là mê cải lương và sau đó cũng mở là một gánh cải lương ra nữa. Bản thân Dương cũng là một người cực kỳ mê âm nhạc. Thế nên là có rất là nhiều điều mà Dương cảm thấy là nó đã có sẵn ở đó để mình có thể tìm được cái sợi dây kết nối được với Bạch Công Tử. Thật ra đó là một cái may mắn. Nó giúp cho Dương cảm thấy là gần gũi với nhân vật nhiều hơn và thể hiện được vai diễn tốt hơn. Dương không dám tự tin nói là những cái phần thể hiện và những cái điều mà Dương đã làm nó là hoàn hảo. Nhưng mà Dương nghĩ là Dương cũng đã tạo nên được một cái nhân vật cậu Tư Phát trọn vẹn nhất, gọi là đặc biệt nhất đối với Dương. Và Dương hy vọng là khán giả cũng sẽ xem được điều đó, nhìn thấy được điều đó trên màn ảnh. Em xin phép được biết quý danh của vị khách lần đầu gặp mặt. Xin hãy gọi moi là Công Tử Bạc Liêu. Hẹn một ngày cùng nhau so tài nấu chè bằng một cách vô cùng đặc biệt. Tôi muốn là Công Tử Bạc Liêu đi đến đâu thì sự vui vẻ phải có ở đó. Cho đừng có vô. Mắc gì mà tao không được vô? Thì cho vô là coi như tiêu tùng cái sự kiện này đó.